bí quyết tự tin tỏa sáng. Trẻ đã trải qua tuần học thứ 5 tại lâu đài sắc đẹp. Một nửa chặng đường đã được đi qua với nhiều cố gắng, nỗ lực thực sự từ phía các cô gái dưới sự giúp đỡ của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật suốt một tuần học vừa qua. Tôi và anh Dũng có mặt ở đây đón nhận thử thách của tuần đầy cam go đến từ giám khảo Nguyễn Quang Dũng và giám khảo Trường Ngọc Ánh. Tuần này các bạn sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ hết sức thú vị. Học các mẫu câu giao tiếp cơ bản của nhiều quốc gia khác nhau. Khi mà nhận cái thử thách này, các thí sinh quay ra nhìn nhau và ánh mắt rất là thân thiện, là chúng cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhiệm vụ của các bạn. Thử thách đến từ bếp trưởng Phạm Tuấn Hải cũng không mấy dễ dàng. Món ăn và kết hợp với các loại rượu. Món ăn nào kết hợp với loại rượu vang nào thì các bạn sẽ phải nghiên cứu, và chúng tôi cũng sẽ sử dụng một số những tài liệu để gửi các bạn trong thời gian gần nhất. Okay. Giao lưu, trò chuyện và học hỏi kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu của nữ kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Hy. Chị nghĩ là chị bắt đầu thấy các em tự tin dần lên rồi đấy. Và cũng không quên gửi những lời tri ân đến những người thầy, người cô yêu dấu của mình. Và thêm vì mũi phân cho em bài ông hay. Chúng em chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Với tuần thi chủ đề tài năng, đây là cơ hội hiếm hoi để các thí sinh có dịp trình diễn, phô bày những thế mạnh mà họ đang nắm giữ. Vì vậy, tất cả đều đang cố gắng luyện tập hết mình cùng với huấn luyện viên bộ môn để có thể mang tới những màn thi, màn trình diễn hoàn hảo nhất trên sân khấu của Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014. Bên cạnh đó, với sự trẻ trung, năng động, các cô gái cũng không thể thiếu đi những giây phút tinh nghịch, hài hước, giải tỏa mọi căng thẳng. Mahaban, Anapon, Suritupilika Ika. Mahaban. Mò. We come from Crystal Spa. Okay, today you all of you have activity all the day. It feel is a little bit tired, and your skin is feel is dry. Yes, we, me, my name is Mr. Beer, MM Spa Therapist from Crystal Spa, and from the team from Crystal Spa make you feel relax with the crystal facial and manicure and pedicure. Is we hope you feel relax and better. Thank you. Yes. Thank you. Làm một xíu anh tẩy trang cho chị hết. Dạ vâng. Ngày nào cũng phải tự tẩy trang, nếu người tẩy trang thì đã quá. Sau những nỗ lực của cả một tuần học, đây có lẽ là một phần thưởng tuyệt vời đối với các cô gái trẻ. Với những dịch vụ làm đẹp chuyên nghiệp được mang tới ngay tại lâu đài sắc đẹp, các thí sinh sẽ có thể thư giãn, mang đến cho mình một tâm lý thoải mái nhất cho đêm trình diễn trực tiếp đang tới gần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Namaste. À, đây là mình vừa chào tiếng Ấn Độ với tất cả mọi người. Trong thời gian để chờ đợi đi ra ngoài thì tụi mình đang tập luyện với thử thách tuần đó là học 10 thứ tiếng về cách giao tiếp cơ bản. Arantxa, đây là tiếng chào buổi sáng của tiếng Thái. Guten Morgen. Xin chào tất cả các bạn. Mình vừa chào tất cả các bạn đó là chào buổi sáng bằng tiếng Đức. Bây giờ thì mình cũng đã hoàn thành xong tất cả về tóc cũng như trang phục make up. Tụi mình đang ngồi đợi các bạn hoàn thành để có thể ra ngoài trong ngày hôm nay. Ohayo gozaimasu. Xin chào các bạn, chúc các bạn buổi sáng tốt lành. Hiện tại thì Thanh Nhàn đang làm tóc và bên cạnh đó cũng đang học hành thật là chăm chỉ để có thể vượt qua thử thách trong tuần này một cách tốt nhất. Và chúc các bạn buổi sáng tốt lành nhé. Sarai. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Thanh Nhàn cùng 14 bạn thí sinh còn lại đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi và chúng mình đang sẵn sàng để tham gia buổi ngoại khóa của ngày hôm nay. Và Thanh Nhàn và tất cả các bạn hy vọng rằng buổi ngoại khóa hôm nay sẽ thực sự thú vị và ý nghĩa. Các bạn hãy theo chân Thanh Nhàn nhé. Mỗi tuần đi một lần thì thực sự là một cái điều rất cần thiết chứ không hề nhàm chán tí nào. Bởi vì ở trong nhà 6 ngày và có một ngày được ra ngoài thì cảm thấy rất là vui và thích thú. Nguyên một tuần học hỏi thì mình rất là mong sẽ có một ngày đi ra ngoài để có thể thư giãn và học hỏi được nhiều hơn. Trong một tuần có 7 ngày thì mình mong nhất ngày ngoại khóa để được ra ngoài, được cùng tất cả các bạn đi chơi, được thoải mái, được xả stress sau những ngày rất là căng thẳng học hành cũng như là có những cái thử thách trong tuần. Không chỉ riêng Phương mà tất cả các bạn thí sinh khác đều mong chờ những ngày cuối tuần được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên những hoạt động ngoại khóa này cũng không hoàn toàn là để cho các bạn thí sinh thư giãn đâu, mà đó cũng là cơ hội để các bạn thí sinh có dịp được học hỏi, được tìm hiểu thêm về những điều mới mẻ hơn mà ở bên trong lâu đài sắc đẹp vẫn chưa có. Chắc hẳn quý vị khán giả vẫn chưa quên trong tập phát sóng trước, các thí sinh đã có một buổi học ngoại khóa thú vị hàng tuần. Tuy nhiên, có rất nhiều câu chuyện được diễn ra trong ngày hôm đó mà chỉ 15 cô gái cùng với đội ngũ ekip thực hiện chương trình mới có thể biết được. Và ngay bây giờ, những câu chuyện thú vị đó sẽ được hé lộ cho quý vị khán giả. Bắt đầu buổi dã ngoại của tuần này, thay vì tới ngay với địa điểm học tập như mọi khi, ban tổ chức Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014 đã đặt cách dành tặng cho các thí sinh thêm một điều bất ngờ nữa tại khách sạn Bullman, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả hãy cùng theo chân các cô gái ngay bây giờ để có thể khám phá được điều bất ngờ này. Ra ngoài vì anh Dũng đã thực sự tự tin vào cái khả năng
tỏa sáng cũng như là xuất hiện trước công chúng của các thí sinh. Và mình tin chắc là ngày hôm nay tại một không gian vô cùng tuyệt đẹp của khách sạn Pullman thì tất cả các thí sinh sẽ có một bữa tiệc vô cùng ngon, ý nghĩa. Ngoại khóa mà lại được ăn trưa ở một nhà hàng rất là sang trọng hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà bước vào thì Dana có để ý những cái hàng rượu. Và Dana cảm thấy là đây là một cái buổi ngoại khóa đã có ích cho cái thử thách trong tuần này. Và hy vọng là Dana cũng như là 14 bạn thí sinh còn lại sẽ học tập được thật nhiều trong cái buổi ăn ngày hôm nay. Chưa không hề được báo trước đã mang đến một sự hào hứng cho tất cả các cô gái trẻ. Có lẽ trong suốt một tuần với những bài tập luyện thể lực cam go cùng chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt và đạt chuẩn cho từng thí sinh, thì một bữa trưa phá lệ như thế này là hoàn toàn có thể chấp nhận, phải không nào? Trưa thú vị tại khách sạn Pullman, quý vị khán giả hãy cùng 15 cô gái di chuyển tới Thảo Cầm Viên và đón xem những câu chuyện bên lề đầy thú vị nơi đây. Hy vọng là mình sẽ mong gặp được con hươu cao cổ. Ở đây em thích nhất con voi, con công. Vì con công có bộ cánh rất là sặc sỡ và khi nhìn thấy nó thì cứ thể như thể là cái bộ cánh nó đang nhảy múa. Thì Dana đi sở thú cũng được 2 lần với mẹ rồi và lần này thì sao mẹ tới 1 tháng và đi sở thú cùng với các bạn thí sinh rất là xinh đẹp thì Dana cảm thấy rất là phấn khởi bởi vì gặp được rất là nhiều loài thú mà mình đã từng gặp nhưng mà hôm nay thì cảm giác hoàn toàn khác. Mình thích nhất là con khỉ và con voi, giờ hôm nay lại có một cơ hội để ngắm nhìn những con voi rất là vĩ đại như thế này. Bây giờ thì mình cũng đã 24 tuổi rồi, không còn là đứa bé 14 tuổi ngày xưa nữa. Thế nhưng mà ở trong Sài Gòn có Thảo Cầm Viên mà lần đầu tiên mình được đến đây cũng khá là háo hức. Mình với cả Thư giống như là những đứa trẻ con vậy. Khi mà nhìn thấy Hồng Hà thì đều chạy đến, trời ơi Hồng Hà kia, Hồng Hà kia. Tôi thích nhất là con hạc. Đây. Bởi vì nhìn hạc có cái gì đó rất là... thanh khiết và khi mà đi catwalk á, mình có thể hình dung ra được đó là một con hạc đang đi hoặc là cũng có thể là giống như một con hạc đang múa trên một bờ hồ. Sự xuất hiện của 15 cô gái trẻ đến từ lâu đài sắc đẹp có vẻ như đã thu hút nhiều sự chú ý của những vị khách tham quan nơi đây. Vậy còn chờ gì nữa mà không cùng lắng nghe để xem họ sẽ cảm nhận ra sao về những cô gái của chúng ta. Đã chưa bao giờ em thấy nhiều cô gái xinh đẹp đi trong Thảo Cầm Viên. Có hay coi cái chương trình đây nè. Nên nhìn vậy là mới đoán. Đẹp chứ không? Đẹp. Very confident in here. Very tall and beautiful women. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Những Bông Hoa Nhỏ. Và khách mời ngày hôm nay đó chính là những thiếu nhi ở trong trường mầm non Lâu Đài Sắc Đẹp. Và chúng ta hãy cùng đi với Thúy Vân để tìm kiếm các bạn ấy và phỏng vấn các bạn ấy nào. Bông hoa này là của em. Mình xin chào, chị xin chào bé. Dạ, hôm nay thì bé được cùng với các bạn ở trong trường mầm non đến đây tham gia sở thú Thảo Cầm Viên thì không biết cảm giác của bé như thế nào khi mà suốt ngày phải ở trong trường mầm non và hôm nay được đi dã ngoại với tất cả mọi người. Dạ, em rất là vui. Rồi còn gì nữa không? Hạnh phúc nữa ạ. Rồi gì nữa? Được ngắm bướm ạ. Rồi gì nữa? Không được bẻ bông.
À, ngoan, cảm ơn em. Rồi, mình đi tìm các bạn khác nha. Dạ. Hôm nay thì bé Lan Khuê được cùng với tất cả các bạn khác đến tham gia vườn bướm, thì không biết là em thấy ở trong này như thế nào? Dạ. Có mấy qua em sợ lại không nói được chị. Không sao đâu, coi cô giống như là bạn của em vậy đó. À, bé vô đây bé thấy bướm có đẹp không? Dạ cô ơi, sao ở đây bướm ít quá vậy? Không, chạy tới con đẹp quá nên bướm bay mất tiêu rồi. Vậy là con đẹp hơn bướm phải không cô? Yeah, đi coi tiếp đi cô. Không được rồi, trường mầm non này không được rồi. Ngoại khóa của tuần này đã đưa các thí sinh trở lại với những ngày tháng của tuổi thơ. Họ đang nhớ về những kỷ niệm cùng gia đình tại nơi đây, thể hiện sự yêu thích với những con vật dễ thương và hồn nhiên chơi những trò chơi rất đỗi quen thuộc. Tuần này mới là tuần thực sự để Hà Chiêu có thể nhìn thấy tài năng của 14 cô gái trẻ còn lại tại lâu đài sắc đẹp. Vậy đối với cá nhân bạn, bạn cảm nhận ra sao về những tài năng này? Tuần này mới là tuần thực sự để Hà Chiêu có thể nhìn thấy tài năng của 14 cô gái trẻ còn lại tại lâu đài sắc đẹp. Vậy đối với cá nhân bạn, bạn cảm nhận ra sao về những tài năng này? Chiêu thấy tuần này đúng là một tuần căng thẳng đối với các bạn, vì các bạn phải thực hiện rất nhiều thử thách mà ban tổ chức đưa ra. Trong đó các bạn phải học cách giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác nhau của tất cả các nước trên thế giới. Song hành đó thì các bạn còn phải thực hiện nhiệm vụ, đó là phải phân biệt loại thức ăn nào để dùng cho loại rượu nào để được phù hợp nhất. Đồng thời tuần này các bạn phải tập luyện rất nhiều với các huấn luyện viên để các bạn có một phần thi tài năng thật hoàn hảo nhất trên sân khấu. Mười bốn thí sinh thì gồm có các tiết mục thi tài năng như là nhảy hiện đại, múa dân gian đương đại, múa ba lê và hát. Theo Chiêu quan sát thì Chiêu thấy nhóm múa dân gian đương đại gặp rất là nhiều khó khăn trong lúc tập luyện, vì đây là làm việc nhóm nên tất cả các bạn phải có sự đồng đều kết hợp với nhau, làm sao cho các bạn có những động tác uyển chuyển theo nhịp nhạc đồng đều nhất để cho các bạn có một tiết mục thật là đẹp trên sân khấu. Hai bạn thí sinh trong nhóm hát thì Chiêu thấy các bạn thể hiện khá là tốt, vì đây là một tiết mục thể hiện đơn nên các bạn cũng có vẻ dễ dàng hơn so với các nhóm khác. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, xin cho tôi dừng thêm phút giây. Riêng phần thi tài năng của thí sinh Diana thì em chọn bộ môn đó là múa ba lê. Ở Việt Nam thì đó cũng là một bộ môn khá là mới nên em phải tập luyện rất là siêng năng, và em thường xuyên phải tập luyện rất là nhiều, lịch tập rất là dày đặc, và trong lúc quá trình tập luyện thì em đã gặp rất là nhiều chấn thương. Đặc biệt hơn nữa đó là nhóm nhảy hiện đại. Trong nhóm nhảy này thì Chi cũng là một trong những người góp phần. Chiêu thấy rõ nhất những cái điều khó khăn mà các bạn gặp phải trong lúc tập luyện. Ví dụ như là bạn Lệ Quyên, Lan Khuê thì trong lúc tập thì các bạn bị chạy chân. Còn bạn Anh Thư và Thu Thủy, đây cũng là lần đầu tiên mà các bạn được tham gia một điệu nhảy hết sức là chuyên nghiệp như thế này, nên các bạn còn gặp khá nhiều lần lúng túng. Các bạn phải theo đúng điệu nhạc và tập luyện làm sao cái động tác phải uyển chuyển và đồng đều với các bạn còn lại. Từ những khó khăn đó, Chiêu cứ nghĩ là các bạn phải bỏ cuộc, nhưng các bạn đã không từ bỏ và các bạn đang cố gắng hằng ngày, từng giờ để tập luyện làm sao để vượt qua được những thử thách đó thật là tốt.
Chư sẽ cố gắng quan sát nhiều hơn nữa ở những tuần sau để có thể đem tới những nhận xét, đánh giá trung thực nhất, khách quan nhất đem tới cho quý vị khán giả. Với nhiệm vụ được giao, Hà Chư đã đi được một nửa chặng đường cùng với 14 thí sinh của Hà tại Đầu Đàn Sắc Đẹp. Quan sát, chia sẻ và tạo tình huống. Tuần sau, Hà Chiều sẽ còn phải làm nhiều hơn vậy. Như thường lệ, trong tuần luôn có những tiết học để có thể củng cố ngoại ngữ, một điều hết sức cần thiết cho các thí sinh. Hôm nay, các cô gái trẻ sẽ có một chủ đề học vô cùng thú vị, xoay quanh biểu tượng thời trang của Coco Chanel cùng với huấn luyện viên Martin. If I have a normal class, maybe I have to explain, but maybe for people here, maybe I don't know. A fashion icon. I see some people nodding, some people maybe don't know. Can you give me an example of a fashion icon? Audrey Hepburn? Yeah. Victoria Beckham? Yeah. Okay, so we'll do some speaking, asking and answering questions. Then we have a game. Maybe we play on the computer, but maybe we play here, because the balls stick to here. So. That's good. And then we have some discussion about Vietnamese fashion today and about travel. Okay. So, first fashion icon. I think you know this person. I think everybody knows this person. No, does anyone? Is she Coco Chanel? No. Yeah. Is she Coco Chanel? Do you know Coco Chanel? Yes. Yeah. Okay, everyone knows the name. Coco Chanel. So what's she famous for? Famous for perfume. Chanel. For fashion? Brand. Fashion brand. And what do you know about her life? Do you know anything? You know the name? Right, we're going to find out a little bit about her life. I'm going to give you a short story about Coco Chanel. Pretty short story. Maybe people in the front and people in the back. So we have two groups, and in your group, first thing, we're going to think how we can ask questions to find the missing words. Then we speak to someone from the other group and we ask the questions and we finish the story. Is that okay? Okay. I'm going to ask you questions about the numbers in the story. Some of the numbers are years. Sometimes the number is an age. So we have two teams. This team will be Team A. Over here, Team B. We have one question Team A can answer or Team B. We'll choose who can answer by throwing a ball at the target. And the nearest to the middle can answer the question. Ông chào. Sao ông chào? Ông phải có tôi. Sao ông chào? Càng lớn.
in pairs of her. Tiền ghé vô lỗ tai không hiểu rồi ha. Hiểu rồi. Tổ chức Apollo ngày hôm nay đã làm được điều này. Ở tuần tiếp theo, chắc chắn rằng những bài học ngoại ngữ sẽ mang đến nhiều điều thú vị hơn cho các thí sinh. Chuẩn bị tốt nhất cho đêm trình diễn trực tiếp vào tối nay, các thí sinh đang ra sức luyện tập trong những khoảng thời gian cuối cùng này. Thật ra thì Dana rất là vui khi mà được cô Tasha biên đạo cho một cái bài múa ballet rất là tuyệt vời và rất là hợp với con người cũng như cá tính của Dana. When you run, there needs to be that urgency. Like at the beginning, after you walk back. And then you turn around, and then this run. See, it's really there needs to be urgency. She's worked so hard to do this piece, and it's not an easy piece, and a lot of feeling, which is what I want for the piece, and it's very different from everyone else's, so I think it'll be really good. Tới phần nhàn lên sân khấu để có thể giật sân khấu bài hát của mình rồi. Thanh Nhàn cảm thấy rất là háo hức cũng như rất là hồi hộp. Thì Thanh Nhàn hy vọng rằng mình sẽ tự tin hơn và có thể trình bày tốt bài hát của mình hơn. Trong khi thí sinh Thanh Nhàn đang chạy rap sân khấu cho tiết mục của mình, thì ở phía dưới, các thí sinh trong nhóm thể hiện tài năng múa dân gian đương đại đang tranh thủ để có thể trao đổi, sao cho có một phần trình diễn lôi cuốn thu hút khán giả nhất trên sân khấu. Em thấy á, lúc mà mình phất lên phất xuống này này, thì mình vẫn bị nhanh hơn một chút. So với khi mình sẽ chậm. Em ấy nó vẫn bị thừa một hai nhịp xong mới đến như thế này. Nó sẽ chậm hơn một chút. Vậy là chỗ ngừng mấy người đằng sau mình thì sẽ phải đứng lên. Nhóm mình đang muốn mọi người hoàn thành một cách tốt nhất cái tiết mục tài năng này, và tất cả mọi người đều đang rất cố gắng để thể hiện tốt nhất trong đêm live show sắp tới. Để có một phần trình diễn tự tin, tỏa sáng không phải là một điều dễ dàng. Chính vì vậy, việc tập trung luyện tập là một điều không thể thiếu trong lúc này. Vậy là chỉ còn một tiếng đồng hồ trước giờ lên sóng truyền hình trực tiếp. Và ngay lúc này xuất hiện tại khu vực hậu trường, đó là một vị khách mời vô cùng đặc biệt, một nữ diva tài năng và xinh đẹp. Tôi rất vui được tham dự chương trình Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014. Và hôm nay là một đêm thi rất quan trọng, bởi vì các em sẽ thể hiện cuộc thi về tài năng. Có nghĩa là ngoài cái đẹp ở bên ngoài thì các em sẽ phần nào hé lộ vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp về những cái gì rất là riêng mà các em được sở hữu. Hồng Nhung rất thích cái khẩu hiệu của chương trình, đó là sự tự tin và tỏa sáng. Đối với Hồng Nhung lên sân khấu, cái điều quan trọng nhất là mình tự tin. Và khi tự tin thì sẽ làm chủ được sân khấu và sẽ biến được từng cm vuông của sân khấu trở thành một phần của thiên đường ánh sáng, âm thanh và cái đẹp. Hy vọng rằng các bạn sẽ rất là tự tin và tỏa sáng. Đại Thứ Sở Lên Sóng, mời quý vị khán giả đón xem phần thi tài năng đầu tiên của nhóm nhảy hiện đại. Đây sẽ là một phần thi đầy quyến rũ, tự tin và lôi cuốn. Quả
Quả thực, các em làm cho tôi cảm giác đang ngồi ở một sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Và phải nói là các em rất là duyên dáng, rất là sexy trong cái điệu nhảy này. Và tôi thấy là các em có thể thành lập một ban nhạc chuyên nghiệp được rồi đấy. Trời đôi núi xanh người đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lời nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi nếu như đây là mơ gì. Phần hát của em ở những quãng trầm vừa đẹp vừa chắc và vừa dày nữa. Quãng cao thì em có thể nên bỏ thêm thời gian để luyện tập thêm. Nhưng mà đây là một bài hát, không phải là bài hát dễ. Và em, phần nào em đã chinh phục được bài hát này bằng một cách riêng của mình. Beautiful em, that was very beautiful. Nói chung là phần trình diễn của em khá là tốt. Nhưng có một vài khi em nhảy ballet contemporary, anh cần em phải giải phóng cơ thể hơn. Khi em giải phóng cơ thể như vậy, nó sẽ hỗ trợ cái bài nhảy của em. Nhưng cái ưu điểm mạnh nhất của em là cách mà em thể hiện cảm xúc của em trong cái bài này. Từ đầu tới giờ, cái tiết mục của em anh nghĩ là tốt nhất. Và anh nghĩ là hôm nay có thể em sẽ là người nổi bật nhất. Thí sinh hiện tại đang nằm trên tay của Thu Hoàng đây. Và điểm này chính là điểm được tổng kết từ điểm học trong tuần cộng với điểm trình diễn của các thí sinh ngay trên sân khấu này tại đêm nay. Thu Hoàng sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên xin mời Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Lan Khuê và Phạm Hồng Thúy Vân. Nhóm thứ hai xin mời thí sinh Vũ Thị Ngọc,
mời bạn Văn Thị Vân, thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Tổng cộng có 6 thí sinh và tất nhiên trong đó sẽ có 3 thí sinh là 3 thí sinh đoạt số điểm cao nhất trong tuần vừa rồi. Thu Hằng xin được chúc mừng những thí sinh Lan Khuê, Thu Thủy và Thúy Vân. Với kết quả được công bố, như vậy 3 thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Văn Thị Vân và Vũ Thị Ngọc sẽ là top 3 thí sinh nguy hiểm của tuần này. Sau khi ban giám khảo cân nhắc cùng với kết quả bình chọn từ phía khán giả, thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sẽ là người ở lại với cuộc thi, đồng nghĩa với việc hai thí sinh còn lại sẽ chính thức bước vào phần thi ứng xử. Thu Hằng xin được phép đại diện ban giám khảo cũng đưa ra câu hỏi cho các bạn. Dùng hàng nhái là tự làm nghèo đi nhân cách của mình. Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Chúng tôi cũng để mở cho các em nói những cái quan điểm của mình với một cái câu nói mà tôi nghĩ là cũng khá thời sự và cũng có rất là nhiều người đang quan tâm. Và đây là cái cơ hội để các em chứng tỏ cái những cái gì mình hiểu biết học những cái tuần qua và cũng chứng tỏ được cái cá tính và cái góc nhìn của mình với những vấn đề của xã hội. Quan trọng hơn cả vẫn đó là cách cư xử, sự giao tiếp giữa con người với nhau sao cho đúng chuẩn mực. Vì vậy, riêng bản thân em trong tiêu dùng thì em luôn chọn những sản phẩm có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của bản thân cũng như phù hợp với túi tiền của mình nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Em xin cảm ơn. Với một phút trả lời câu hỏi cho mỗi thí sinh, Văn Thị Vân đã làm rất tốt phần thi của mình. Tuy nhiên với Vũ Thị Ngọc, do không làm chủ được cảm xúc nên dù nhận được nhiều động viên từ phía ban giám khảo, khán giả cũng như các thí sinh khác, cô vẫn không thể hoàn thành phần thi của mình. Và tất nhiên, đêm nay, Vũ Thị Ngọc sẽ là thí sinh phải nói lời chia tay với cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, đường tới vương miện Hoa hậu thế giới. Không có tin được rằng là cái việc Ngọc phải đi về ngày hôm nay. Có thể là hôm nay Ngọc áp lực nhiều thứ, cũng như rằng là hồi hộp cho nên đã không thể hoàn thành tốt cái bài nói của mình. Ở rất là thông cảm cho Vũ Thị Ngọc khi không có trả lời được câu hỏi. Tuy nhiên, it's a competition, phải biết xử lý, phải biết control cái cảm xúc của mình. Hy vọng là Vũ Thị Ngọc sẽ tiếp tục đi con đường này và thành công trong đường tiếp theo. Có lẽ là mình cảm thấy hơi bất ngờ vì mình trong top nguy hiểm và cũng tại vì là quá run nên là không bình tĩnh để có thể trả lời câu hỏi. Tuy cũng buồn nhưng mà cảm thấy khá là ấm lòng vì được mọi người rất là yêu quý trong lâu đài sắc đẹp và ai cũng dành tình cảm rất là chân thành đối với mình. Mình vẫn còn nhớ cái cảm xúc mà lần đầu tiên mà mình vào lâu đài sắc đẹp thì ngày đấy mình cảm thấy chưa quen đối với bất kỳ điều gì và cũng chưa quen với bất kỳ ai nên là cũng cảm thấy khá là lạc lõng. Nhưng mà sau khoảng một thời gian cũng rất là ngắn thôi thì mình được các bạn rất là chia sẻ rất là nhiều chuyện vui, chuyện buồn và những chuyện bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống thì cảm thấy ấm lòng hơn, bớt nhớ nhà hơn cũng như là vui vẻ hơn. Đây cũng là một trong những cơ hội để mình có thể học hỏi từ chương trình cũng như từ tất cả các bạn thí sinh mà có lẽ rằng đây cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất mà mình học được. Rất là nhiều bài học, những cái bài giáo trình cũng như là thử thách mà chương trình đưa ra thì đã rèn cho mình cái khả năng tự lập cũng như là khả năng tự tin vượt lên chính mình rồi vượt qua những thử thách của chương trình. Mình thích nhất là cái khu vực ngoài vườn mà có bàn và 4 chiếc ghế. Mỗi những lúc mà cảm thấy rất là mệt mỏi cũng như là những cái khó khăn gì hay là những muốn chia sẻ thì mình cũng như là một số bạn thường ra đó để ngồi nói chuyện. Đấy là một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Và đây là những viên đá mà mình và Phi tối qua ngồi nói chuyện và chơi rất là vui. Bây giờ vẫn còn ở đây. Mình và Ngọc Phi tối qua nói chuyện rất là lâu và nói chuyện rất là khuya xem bàn trong hôm nay ai sẽ là người ra về. Những viên đá này mình sẽ nhớ mãi. Nhớ mãi cùng với Ngọc Phi. Nó vẫn ở vị trí như thế này.
là một vườn hoa mà mình mỗi lần mà mình cần phải học bài cũng như cần phải còn một không gian yên tĩnh thì mình thường lui tới đây. Đây là một không gian yên tĩnh nhất trong lâu đài Sắc Đẹp. Và đây, ba thiết kế này cũng là một trong những địa điểm mà mình cũng như các bạn thường xuyên ra đây chia sẻ. Và mình nhớ rằng tối ngày hôm kia đến tận 2 giờ sáng bọn mình vẫn ngồi ở đây. Đây là cái kỷ niệm mà mình đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Và có thể là mình ra về, nhưng mà mình nghĩ rằng tất cả những bạn mà 18 bạn đã có cơ hội trong lâu đài Sắc Đẹp thì đều là những người chiến thắng, vì đã vượt lên chính mình và tự tin để đi tiếp cuộc thi. Và hy vọng những bạn thí sinh còn lại sẽ luôn luôn cố gắng để hoàn thành những cái phần thi, những thử thách rất là cam go của chương trình đưa ra. Lời cuối cùng mình muốn gửi tới tất cả các bạn là mình yêu tất cả các bạn. Vậy là thêm một thí sinh phải dừng lại trong sự tiếc nuối nghẹn ngào. Tuy nhiên, như huấn luyện viên Alex đã nói, đây là một cuộc thi và các bạn cần phải cố gắng nỗ lực hết mình để có thể đạt tới ngôi vị cao nhất. Còn rất nhiều khó khăn ở những tuần kế tiếp đang chờ đợi, 13 cô gái còn lại phải thực sự bứt phá, chinh phục ban giám khảo cũng như khán giả. Bởi ở tuần tiếp theo, sẽ tiếp tục có thêm một thí sinh phải nói lời chia tay với Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014.